Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Đối tượng áp dụng nghị quyết này gồm thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng, cá nhân là người dân tộc thiểu số diện hộ nghèo, cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo nghị quyết, thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng được Ủy ban Nhân dân cấp huyện bố trí đất sinh hoạt cộng đồng không quá 1.500 m² trên một cộng đồng. Cá nhân không có đất ở thì được giao đất ở hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc được nhà nước giao cho thuê, công nhận hoặc thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật sang đất ở trong hạn mức giao đất ở được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định và được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở. Cá nhân không có đất nông nghiệp thì được giao đất nông nghiệp trong hạn mức được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định và không thu tiền sử dụng đất. Cá nhân đã được nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng nay không còn đất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% diện tích đất so với hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì được hỗ trợ đất nông nghiệp. Trường hợp địa phương không có quỹ đất nông nghiệp mà cá nhân có nhu cầu và thuộc đối tượng không có đất nông nghiệp, không còn đất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% diện tích đất so với hạn mức giao đất nông nghiệp, cá nhân được cho thuê đất phi nông nghiệp, không phải đất ở để sản xuất kinh doanh, thì cá nhân được miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê khi hỗ trợ lần đầu theo khoản 2 điều 16 luật đất đai và giảm 50% tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê